Xin được trở lại với tiểu mục chuyện tối nay. Thưa quý vị, cơn sốt đất nền thời gian qua đã khiến cho thị trường chao đảo, người người đi làm bất động sản, nhà nhà đua nhau lập sàn giao dịch. Và đến nay khi mà cơn sốt đất đã hạ nhiệt, lượng giao dịch trên thị trường gần như là trầm lắng. Dù lượng giao dịch ít đi, thậm chí là hiếm, nhưng trên thực tế để tìm được một mảnh đất ưng ý với đúng giá trị của nó thì không dễ một chút nào. Liệu có điều gì bất thường hay không khi mà dịch bệnh bùng phát? Các môi giới bất động sản cũng có rất là nhiều người phải chuyển nghề, nhưng giá đất thì dường như vẫn đứng im. Phóng viên Trà Buổi Tối đã có trao đổi với Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế để hiểu rõ hơn cùng quý vị và các bạn về vấn đề này. Và nội dung này thì cũng đã khép lại bản tin Trà Buổi Tối ngày hôm nay của chúng tôi. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt. Vâng, xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, có thể nói được rằng là trong thời gian qua thì thị trường bất động sản có những lúc thì tăng trưởng nóng nhưng cũng có những lúc thì hạ nhiệt. Theo ông thì nguyên nhân do đâu ạ? Nguyên nhân ấy thì nó có nhiều. Đó là chúng ta có một cái giai đoạn đầu của một cái chu kỳ tăng trưởng phát triển 21-25, và lúc đó sau cái đại hội thì có rất nhiều những cái quy hoạch được công bố và có những cái định hướng để phát triển ở các cái địa phương và các cái vùng lãnh thổ. Và đó chính là cái cơ hội để các cái nhà đầu tư nắm bắt những cái sự thay đổi trong cái giai đoạn mới để mà có thể có cái đầu tư. Cái điều thứ hai là cũng lợi dụng cái thông tin đó thì một số các cái nhà môi giới mà chúng ta vẫn quen gọi là cỏ đất đã thực hiện cái việc là tung những cái thông tin nó quá cái sự thật hoặc sai sự thật để mà làm và thổi cái giá lên bằng cái cách là họ tạo ra những cái đội quân mua ảo, bán ảo và đẩy cái giá đất ở một khu vực nào đó nó tăng lên mà chúng ta vẫn gọi là những cơn sốt đất. Rõ ràng là trong thời gian qua chúng ta thấy rằng là về lĩnh vực bất động sản thì cũng đã hạ nhiệt rất là nhiều. Thế nhưng mà về giá thì rất là nhiều các nhà đầu tư lại không tiếp cận được với cái nguồn giá rẻ đó, thì nguyên nhân do đâu thưa ông? Rõ ràng là với những cái người mà người ta mua đất, người ta đã dùng các cái nguồn tiền của bản thân họ ấy, thì họ có thể giữ được một cái thời gian và họ nghĩ rằng cái thị trường bất động sản trong cái năm 21 này nó vẫn tốt và họ có thể có một cái khoảng thời gian nó giảm giá, sau đó nó sẽ lại tăng và vì thế họ yên tâm chờ đợi. Cái điều thứ hai là cũng có một số người họ đi vay ở ngân hàng hoặc là họ đầu tư và họ muốn rút ra để đầu tư sang lĩnh vực khác. Nhưng thực tế thì các lĩnh vực khác ấy, trong nền kinh tế như chứng khoán chẳng hạn nó cũng tăng quá nóng rồi. Hay là ví dụ như vàng chẳng hạn thì nó cũng rất là thất thường. Hay là ví dụ như trái phiếu chẳng hạn thì chúng ta cũng thấy có những cảnh báo rất nghiêm trọng. Và thậm chí là có đến khoảng 30% cái trái phiếu bất động sản nó không có cái cơ sở đảm bảo và có cái rủi ro rất lớn. Và vì thế cho nên họ mới nhìn thấy rằng các kênh khác nó cũng khó. Và vì thế họ không đầu tư. Cái điều tiếp theo nữa mà chúng ta cũng thấy đấy, cũng có những người có mong muốn bán cái bất động sản mà mình đang có và mình đã sở hữu, nhưng họ không thể bán với cái giá trước tên mà cái giá nó cao hơn, nhưng nó thấp hơn cái giá họ đã mua vào, tức là họ chịu lỗ một chút. Nhưng mà ngay cả cái giá đó ở cái thời điểm hiện nay khi mà cái giá nó đều xuống cả thì rõ ràng là các cái nhà đầu tư cũng không ai muốn mua. Và vì thế cho nên họ cũng không bán được. Và vì thế cái thị trường bất động sản nó ngưng lại ở một cái mức giá. Nhưng chúng tôi cũng nói rằng là kể cả cái mức giá trước cái thời điểm mà bị thổi và cái mức giá mà hình thành hiện nay ấy, thì nó sẽ hình thành một cái giá mới. Nhưng nó nằm ở giữa cái khoảng đó. Nó không thể nào thấp như cái giá bất động sản trước Tết. Trong thời gian qua thì có rất nhiều các nhà đầu tư họ đã thừa nhận rằng cho dù là từ thời điểm bùng phát dịch bệnh Covid-19 cho đến thời điểm hiện tại thì họ cũng quan tâm và đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực bất động sản thay vì việc là gửi tiền vào ngân hàng. Vậy thì trong cái thời điểm này họ đầu tư vào lĩnh vực bất động sản thì sẽ có những cơ hội như thế nào và cũng sẽ tiềm ẩn những rủi ro ra sao thưa ông? Trước hết về mặt cơ hội mà nói ấy, thì chúng ta biết rằng là rõ ràng cái khi mà gửi vào tiền gửi ngân hàng hiện nay ấy, có cái lãi suất rất là thấp. Và thậm chí có những cái ngân hàng là cái mức lãi suất nó thậm chí thấp hơn cả cái mức lạm phát kỳ vọng. Và vì thế cho nên người ta đầu tư sang một cái lĩnh vực mới thì họ sẽ có hy vọng là có cái lợi nhuận cao hơn. Cái điều thứ hai là khi mà đầu tư sang một cái lĩnh vực mới á, thì nó cũng tạo ra những cái năng lượng mới, những cái nó kích hoạt cái sự linh hoạt
linh cái sự mà cái tính hoạt động của các cái nhà đầu tư, và họ cũng cảm nhận được nhiều cái điều mới mẻ từ những cái lĩnh vực đầu tư mà họ đang đầu tư vào, và họ hy vọng là cái sự đa dạng hóa đó nó tạo ra cái năng động và tích cực, đem lại cái hiệu quả cao trong cái đầu tư của họ. Còn về mặt rủi ro thì chúng ta thấy rằng nó rất lớn. Cái rủi ro đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy là khi mà chúng ta đầu tư sang một lĩnh vực mới thì thông thường các cái nhà đầu tư này người ta có thể có còn thiếu những cái hiểu biết về những cái lĩnh vực đó, thiếu những cái kỹ năng cũng như là những cái quan hệ mà cần thiết cho một cái hoạt động đầu tư an toàn. Cái điều thứ hai là với cái việc mà rất nhiều cái người cùng suy nghĩ và đầu tư vào một lĩnh vực nào đó đấy, thì rõ ràng là cái cầu nó sẽ tự nhiên nó tăng lên, và đương nhiên cái giá nó sẽ cao hơn cái mức giá mà bình thường do cái quy luật cung cầu. Và cái điều thứ ba đó là cùng với cái việc một số cái nhà đầu tư tham gia nhiều hơn ấy, thì những cái người môi giới, những cái trung gian và các cái cò mồi, họ cũng tìm mọi cách để họ dùng cái quân xanh quân đỏ để mà thổi giá, đẩy giá ở một số cái khu vực và một số địa phương, làm cho những cái người mới đầu tư dễ bị mắc phải cái bẫy của cái giá cao. Để nói về những cái đánh giá của ông liên quan đến thị trường bất động sản trong thời gian tới thì ông có những đánh giá như thế nào? Chúng ta thấy rằng cái đại dịch Covid-19 nó đang dần dần được đẩy lui ở trên thế giới, đặc biệt ở những cái quốc gia có cái nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, Liên minh châu EU, vân vân. Ở Việt Nam chúng ta thì rõ ràng là chúng ta đã quản lý tương đối tốt cái dịch bệnh Covid-19, và mặc dù nó còn có cái bùng phát lần thứ tư và với những cái biến chủng mới nó rất phức tạp, nhưng rõ ràng là chúng ta hoàn toàn có cái khả năng khống chế được cái đợt bùng phát này trong một cái khoảng thời gian ngắn. Và vì thế cho nên cái sản xuất của chúng ta vẫn tiếp tục tăng trưởng, và chúng tôi cho rằng trong cái quý 2 này cái sản xuất kinh doanh của chúng ta vẫn tăng trưởng tốt. Các nhà đầu tư nước ngoài họ sẽ đổ vốn vào để mà đầu tư, kể cả đầu tư trong cái lĩnh vực công nghiệp lẫn bất động sản. Và như vậy chúng ta cũng hy vọng là cái lĩnh vực bất động sản của chúng ta nó sẽ ấm trở lại trong cái năm 2021, đặc biệt ở hai cái phân khúc cơ bản là cái phân khúc bất động sản công nghiệp và bất động sản nghỉ dưỡng, nó sẽ làm những cái phân khúc mà nó tăng lên. Và sau đó ấy, thì có cái lĩnh vực bất động sản nhà ở, do cái đời sống của người dân nó ổn định trở lại, hoạt động tiêu dùng nó sẽ tăng trưởng phát triển, thì lúc đó cái việc mà cái phân khúc nhà ở nó cũng quay trở lại cái đường đua và nó cũng ấm lên. Thưa ông, với diễn biến thị trường bất động sản trong thời gian tới như vậy thì ông có những cái khuyến cáo như nào cho các nhà đầu tư để họ có thể là tận dụng những cái cơ hội và hạn chế những cái rủi ro trong cái việc đầu tư vào bất động sản? Chúng tôi cho rằng các nhà đầu tư nên là những nhà đầu tư thông minh, và theo cái quan điểm chung là không nên bỏ chung trứng vào một giỏ. Tức là chúng ta có thể giải ra, có cái đầu tư vào cái lĩnh vực bất động sản, có đầu tư vào chứng khoán, có đầu tư vào cái thị trường trái phiếu, có đầu tư vào cái thị trường vàng, và có cái đầu tư vào cái tiền gửi tiết kiệm, với cái mức lãi suất tiết kiệm, tiền gửi tiết kiệm hiện nay cũng đang dần tăng lên. Thì rõ ràng đây là cái điều đầu tiên mà các nhà đầu tư nên làm. Cái điều thứ hai, nếu như các nhà đầu tư vào lĩnh vực bất động sản này, thì cần phải rất cẩn trọng với các cái hoạt động đầu tư của mình. Đó là việc mà mua bán các cái tài sản bất động sản ấy, phải đảm bảo các cái cơ sở pháp lý đầy đủ, ở các cái dự án đã có đầy đủ cơ sở pháp lý được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và có cái tính pháp lý riêng rẽ cho từng cái bộ phận bất động sản mà chúng ta muốn sở hữu. Cái điều tiếp theo ấy, đó là cần phải tính toán khi giá bất động sản hiện nay nó đã tăng cao thì chúng ta nên đầu tư như thế nào cho hợp lý, đặc biệt là đối với các cái nhà đầu tư mới, khi mà chúng ta có những cái thông tin nó có thể chưa thật đầy đủ và chính xác về các cái hoạt động phát triển kinh tế xã hội ở một số cái địa phương. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.